Những món văn phòng ẩm độc lạ mà có thể bạn chưa biết. Đố các bạn cái này là cái gì đây? Là một cái kéo có nắp gài lại. Nhìn nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng mà có vỏ đó nha. Nhờ có cái nắp mà nó rất là an toàn khi mà rớt xuống. Nhìn tiện lợi ghê ha. Tiếp theo thì vẫn là một em kéo nhưng mà không phải em kéo bình thường, mà nó còn cắt ra được những cái đường cong như thế này nữa nè. Đó, rồi mình sẵn cắt một tờ giấy để gửi tới người yêu luôn. Là một tí ảo thuật cho các bạn bất ngờ. Tiếp theo là một chiếc máy bấm. Ở trên đây nè, nó có để cái hình mình bấm ra nè. Bây giờ thì các bạn chỉ cần đưa góc giấy vào thôi. Dùng một sức bình sinh bấm nhẹ nhàng em nó. Rồi bây giờ chuẩn bị mở ra. Đó, thành quả nha. Sẵn tiện rồi mình rắm luôn 4 góc cho các bạn xem rõ hơn. Trời ơi, công nhận nó xinh thật sự luôn á. Phía dưới là sẽ là rác. Các bạn chỉ cần kéo xuống rồi đổ rác đi thôi. Quá đã. Rồi một bộ thước gì nữa đây. Mục đích của cây thước này là tạo ra những hình mà mình không vẽ được bằng tay. Đó, kiểu như thế này nè. Hình to làm bị lỗi quá, bây giờ mình làm lên hình nhỏ nè. Ráng rồi kiên trì làm nha chưa. Vậy mà nó ra được cái hình ưng ý dễ sợ luôn. Ảo thiệt ha. Các bạn thích món nào hãy comment cho mình biết. Và đừng quên nhớ follow để xem những clip hay ho tụi mình nữa nha.